Mình giỏi nhưng mình không khéo á, mình làm người ta giận. Ví dụ như mình giỏi, người ta đang làm việc đó, ở đâu mình xen vô, mình nói là mình biết làm, mà việc đó của người ta. Mình không khéo cái làm người ta buồn mình, ta nói ở đâu mình vô mình phỏng tay trên. Và mình khoe khoang cái tài của mình mà mình chưa chắc mình biết cái tài mình tới đâu. Thành thử trong cái tài á, nó phải có cái thiện. Chữ thiện là khéo, chữ thiện là khéo. Cho nên tài có tài phải khéo, giỏi là phải khéo. Mình giỏi mà không khéo ăn nói, mình rất giỏi làm nhưng bù lại mình không khéo ăn nói, thì mình cũng có thể làm cho người ta giận mình. Mặc dù cái việc làm của mình người ta rất thích, người ta rất quý, nhưng cái cách nói của mình khó nghe quá, thôi thà người ta khỏi cần tới mình giúp. Mình giúp mà mình tới mình nói người ta nghe nó nhức đầu quá, nó mệt óc quá. Thành tử ta nói thôi để tôi tự làm đi, còn không thì thôi tôi có nhiêu tôi ăn nhiêu đi, chứ anh tới anh làm phụ tôi có một chút mà anh nói tôi nghe muốn chết luôn. Đó, thành tử cái tài mà không có khéo là phiền tài. Tại sao ở đây nói tới một cái người trẻ? Tại vì người trẻ là tượng trưng cho một cái ý chí. Một cái ý chí. Quý vị thấy làm gì mà có người trẻ, tự nhiên mình thấy cái năng lượng của mình nó khác liền. Bản thân mình cũng vậy, lúc mình trẻ tinh thần của mình rất là hăng say, và mình làm cái gì mình cũng không thấy mệt, cho nên mình càng làm mình càng hăng. Giống như hồi nhỏ Pháp Hòa ở chùa, Pháp Hòa thích mấy cái lễ lắm. Tại sao biết không? Mình lắng xả mình làm. Bây giờ từ từ bắt đầu sợ lễ rồi đó. Và hồi đó mình làm mình rất là thích, là tại vì mình được làm và mình rất thích làm. Cho nên một năm bao nhiêu cái lễ, một mình tháo quát, mình sắp xếp được hết. Sắp xếp được hết. Bây giờ là tự nhiên mình thấy mỗi lần lễ tới là mình bắt đầu mình mệt hơn, là tại vì mình phải suy nghĩ, phải lo đủ thứ hết. Số lượng nó đông hơn ngày xưa. Và mình, người thì không có tăng, chỉ có tăng việc thôi. Còn người có tăng là tăng tuổi. Số lượng thì không đông, không có tăng, nhưng mà người có nhiêu đó thì càng ngày càng lớn tuổi và làm không nổi nữa. Thì cái người mà mình thấy cái việc gì mà có một người trẻ vào thì cái sự việc nó khác. Cho nên là mình rất là mong các bạn trẻ là phát tâm đi xuất gia. Pháp Hòa thấy mấy đứa nhỏ nào Pháp Hòa hay rà, con có bạn chưa? Dạ chưa. À thôi khoan đi, từ từ rồi mình nói thôi khỏi đi. Nhưng mình thì mới vừa gặp nó, mình kêu nó khỏi cái nó xa mình luôn. Nó khoan đi, phải không? Khoan đi, tức là để Pháp Hòa nó thôi con đang học, lo học đi, lo học hành mới bắt đầu sự nghiệp. Vướng vô cái đó rồi thì bận lắm. Nhưng mà thật sự ra mình vướng vô rồi thì mình không có thời gian để làm những cái việc mình muốn. Cho nên người nào mà có con á, mà con mình nó phát tâm đi tu á, nên yểm trợ cho nó, nên phát tâm yểm trợ và cúng dường con mình cho Phật pháp, cho đại chúng, làm lợi hơn nhiều. Ở nhà nó cưới vợ bất quá sanh cho mình được vài đứa cháu. Nựng chơi cho vui, lúc còn nhỏ kêu cục vàng, tới lớn thành 4 cục nợ. Mình gặp nó hồi nhỏ mình kêu cục vàng của tôi, cục cưng của tôi, lớn lên thành cục nợ. Cho nên nếu như mà mình chơi ở đây nói lên một cái người tuổi trẻ có cái ý chí muốn cầu tiến, cho nên đưa cái hình ảnh của thiện tài đồng tử. Vậy thiện tài đồng tử làm gì? Đi đâu? Đi đâu? Đi cầu đạo. Cầu đạo là cạo đầu đó. Người muốn cầu đạo phải cạo đầu. Mà cạo đầu á là cạo tóc. Mà tóc là tượng trưng cho cái gì? Phiền não. Người nào muốn cầu đạo mà tâm còn phiền não, cầu không được. Phiền não nó đầy dẫy đấy, sao đó. Bây giờ ví dụ ngồi đây mà quý vị giận Pháp Hòa, quý vị ngồi cho có lệ thôi chứ đâu có nghe. Tôi có ưa gì đâu nghe. Thế nhiều khi cái người mình không thích đó, mình bắt buộc phải ngồi thôi, nhưng mà giữ nghĩa người đã nói nó không có vô được, phải không? Thành thử ra tại sao trong Phật giáo
Người đi tu phải phủi tóc. Tại vì tóc là tượng trưng cho phiền não rối rắm. Mà nó nằm ở đâu? Nằm đây nè. Có phải phiền nằm đây không? Thế nào gọi là phiền não? Thế nào gọi là phiền não? Phiền là buồn, não là rầu. Buồn rầu kêu phiền não. Mình đem cái đó tới mình tặng cho người đó, mà người đó có vẻ nhận một cách hời hợt quá. Bắt đầu hồi nãy vui lắm, nhưng mà chỉ cần cái người đó hời hợt một cái thôi là chưa có giận đâu, hờn thôi. Mà nếu một lát thấy cái đó rồi vô xóa nữa là giận luôn. Thật là phiền não. Phiền là buồn, não là rầu. Mà phiền não nằm đây. Cho nên tóc của mình nằm đây nè. Và con người mà khi mà phiền não lên rồi, giận tức lên rồi, máu nó dồn lên đây. Nhìn gân là biết liền. Gân nó nổi lên hết. Rồi bao nhiêu những cái bực tức nó trào lên mắt nè. Có người nào mà giận mà thấy mắt nó dễ thương không? Lúc đó mình nói trời ơi mắt em là bị. Má, má làm gì vậy? Thì tao ở với ông Pháp Hòa chứ ai. Ông mở băng mà nói vậy đó. Nguy hiểm không? Cái tối tối chiều chiều hôm khác gọi lại cái má, má làm gì? Tao có ai ngoài ông Pháp Hòa. Ông Pháp Hòa đi thăm bà cụ. Rồi quý vị biết đó, là khi mà đi về đó là tối rồi, 10 giờ đêm rồi. Thì cổ không có đi cái con đường mà cổ thường đi. Trời ơi lạc. Cái phone của cổ lúc đó nó không có sóng gì nữa hết trơn. Nó loạn sóng rồi. Không bắt được cái gì hết. Cứ cuối cùng cổ nhớ trong xe cổ còn cái GPS. Cổ đưa ra cho Pháp Hòa bấm giùm. Trời ơi gặp mình tiếng Anh một bụng. Bấm cuối cùng cũng bấm ra được cái địa chỉ đây. Nhưng mà cứ chạy huốt hoài tại không thấy đường. Nó nói là chỉ còn 2 phút nữa tới thôi. Mà hai người cứ đảo tới đảo lui trên xe. Nhưng mà cuối cùng cũng phải tới. Là tại sao? Vì mình tính rằng cái quyền quan nó nằm đây có 2 phút à. Mình nguyện nhất định phải đi về chứ không thôi chết sao. Đấy. Rồi ráng nhất tâm bất loạn đi. Tôi loạn muốn chết rồi nè. Tôi đang sợ tôi lạc đường, tôi có đường về đây. Nhưng mà tôi tính là tôi có tính là có địa chỉ này. Tôi nguyện là tôi đi, là dù đêm tối cỡ nào cũng về tới. Pháp Hòa giải thích về đây chúng như mình hướng về cái gì là mình sẽ về cái đó. Còn ba mẹ mình gặp mình có biết hay không, với điều kiện từ đây tới đó đừng có sửa. Trời đất. Em trả lời vậy được không? Để Pháp Hòa kể quý vị nghe chuyện vui sữa nè. Cái ông đó, cái bà, cái cô đó cũng ra cũng ngồi cũng rầu. Trời ơi tôi rầu muốn chết. Tôi cho con bạn nó mượn 100.000 nó sửa mà giờ không biết nó ra sao để đòi. Tại vì nó sửa quá trời quá đó. Nhìn không ra. Tôi cho nó mượn tiền sửa mặt sửa mũi gì giờ nó nhìn sao tôi không biết, tôi nhìn không ra. Trời muốn ông bà nhìn ra mình với điều kiện đừng có sửa. Con xin thầy giải thích cho con hiểu là có khi thầy là thượng tọa, có khi thầy là đại đức. Vậy thầy thượng tọa hay đại đức? Mô Phật. À trong này hỏi vậy thượng tọa đại đức khác như thế nào? Thưa đại chúng, em không thượng tọa, cũng không đại đức. Em thích nhất một chữ thầy. Cho quý vị đi đâu cũng gặp Pháp Hòa là thầy, Pháp Hòa là em vui rồi. Không cần thượng tọa đại đức gì hết. Nhưng mà ở trong đạo, đây là Pháp Hòa giải thích theo cái cách hành chánh của Phật giáo Việt Nam, để cho các vị hiểu thôi. Còn
cái Pháp Hòa chỉ mong là mình được một chữ thầy là mình hạnh phúc rồi. Chứ còn quý vị đừng có bận tâm gọi Pháp Hòa là chữ gì hết á. Chữ đó mà sợ mai mốt vài chục năm gặp nhau còn lẫn tới lẫn lui. Có con bác đó Pháp Hòa vô thăm. Ô cháu, cháu mới tới. Cái mấy người con nói má thầy sao má kêu vậy. Không phải sao, bằng tuổi cháu tao mà. Vui không? Vui. Mình được làm cháu mấy bác là mình hạnh phúc rồi. Thật ra cái thời Đức Phật á, chỉ một chữ thôi, Đại Đức. Như Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức Mục Kiền Liên. Còn những bậc trưởng thượng thì chúng ta gọi là thượng tọa, hay là trưởng lão, già nữa kêu là trưởng lão, chứ không có hòa thượng. Nhưng mà sau này những cái từ như thượng tọa, đại đức đó, nó nằm ở trong luật giới chúng ta gọi. Và sau này giáo hội thành lập thì giáo hội mới quy định một vị nào mà 20 tuổi đời, từ khi bắt đầu thọ tỳ kheo giới đó cho đến 20 năm sau, khoảng thời gian 20 năm thì vị đó gọi là đại đức. Rồi nếu mà vị đó đã thọ tỳ kheo được 40 năm trở lên, sau 20 năm gọi là thượng tọa. Từ 1 năm cho tới 20 năm là thượng tọa, là đại đức. 20 năm trở lên gọi là thượng tọa. Cho tới 40 năm thì từ 40 năm gọi là hòa thượng. Đó là mình nói theo tuổi đạo. Còn tuổi đời á, ít nhất cái người đó phải 20 tuổi trở lên. Tức là người ta phối hợp cả hai phần. Nếu nói về đời thì phải là 20 tuổi đời trở lên. Còn nếu nói về đạo thì phải là 10 cho từ 1 tuổi đạo cho tới 20 tuổi đạo. Ví dụ bây giờ một cái vị đó 60 tuổi đi tu. Tuổi đời hơn chưa? Hơn rồi. Nhưng mà tuổi đạo đủ không? Không. Thì vẫn gọi vị đó là đại đức thôi, dù người đó 60 tuổi. Thọ tỳ kheo 60 tuổi. Nếu vị đó mà còn sống cho tới 20 năm nữa là 80 tuổi, chừng đó gọi là thượng tọa. Còn hòa thượng là phải 60 tuổi đời trở lên và 40 tuổi đạo. Còn các vị ni á, là ít nhất là phải 20 mấy tuổi đạo mới gọi là ni sư. Bên này là sư cô, tương đồng với đại đức. Một bên là thượng tọa, bên này mình gọi là ni sư. Còn lên nữa thì gọi là ni trưởng, tương đương với hòa thượng. Nhưng mà những từ đó là chúng ta gọi trong trường hợp hành chánh, nghi lễ. Còn gần gũi nhau quá, biết nhau quá thì chúng ta gọi một tiếng thầy là gần gũi mà không hề phạm lỗi. Ví dụ bây giờ có một vị già lớn tuổi đến, mình cũng không biết vị này là hòa thượng hay thượng tọa hay đại đức gì, nhưng mình gọi thầy. Còn không thì mình trân trọng quá thì mình nói dạ bạch thượng tọa. Thì vị đó nói dạ không, tôi không phải. Thì mình đính chánh. Cho nên nhiều khi mình gọi hơn cái vị đó người ta nhận, thì đôi khi ta đính chánh lại. Chứ cái chữ thầy là đơn giản. Chứ còn bây giờ cũng khó lắm. Tại có những vị cư sĩ mà, nhưng mà các vị đã tu thọ Bồ Tát giới rồi cũng nguyện xuống tóc ở nhà tu tại gia vậy đó. Thì mình nhìn các vị cũng, mình đâu có biết. Có nhiều vị Phật tử nhiều có tướng đẹp lắm, tướng đẹp như người xuất gia vậy đó. Cho nên nhiều khi mình cũng lầm. Ở ngoài đời thế gian này, cái chuyện này nó bình thường. Người ta thương thì người ta gắn cho mình biết bao nhiêu những cái nhãn đẹp. Người ta không thương thì người ta cũng có thể gắn cho mình biết bao nhiêu những cái nhãn không đẹp. Bây giờ mình nghĩ trong đời này hễ ai mà xấu mình cái mình xấu lại thì chắc cả ngày mình bận rộn mấy cái chuyện này lắm. Tại vì thiếu gì người không ưa mình. Rồi không lẽ bây giờ mình cứ thủ hoài sao? Tôi coi con người nào xấu với tôi và tôi nghĩ cách nào tôi xấu lại họ. Thì mình không có thời giờ làm chuyện khác. Để Pháp Hòa kể cho quý vị nghe cái chuyện nhỏ thôi. Ở đây cách đây 2 ngày có một cô quá cho lên hỏi thầy. Trong tuần rồi thầy có đi bơi không? Đi có tắm hơi không? Pháp Hòa mới nói sao hỏi vậy? Nói có người nói thầy đi tắm hơi người ta thấy á. Mà quý vị nghĩ Pháp Hòa tuần rồi làm gì? Đang trong khóa tu mùa đông. Mà thậm chí từ trước đến nay mình chưa hề bao giờ đi vào trong cái chỗ tắm hơi. Thì bây giờ thí dụ như bây giờ mình biết ai đâu đính chánh.
Rồi không lẽ bây giờ cái chuyện mình không làm rồi mình cứ buồn, tại sao tôi không làm mà chi cho nó mất công. Cái thời giờ đó mình làm cái chuyện khác, không có thời giờ nghĩ rồi ai nghĩ nói mình vậy rồi mình đi đính chánh thế này thế kia, không cần. Cho nên á, hồi trưa Pháp Hòa có thưa đó, trong cuộc đời này nếu mà chúng ta đi bận rộn mà để coi người nào giận mình rồi mình giận lại, người nào đối với mình sao mình đối lại đó, không có giờ nào mình rảnh đâu. Vì cuộc sống của mình mỗi ngày có thể là do thân khẩu ý không thanh tịnh, không đủ chánh niệm, mình có thể gieo thù chuốc oán bằng vô tình, bằng cố ý nào mình đâu có biết được. Mà người thương kẻ ghét mình vô chừng lắm, làm sao mình biết được. Cho nên giả sử chúng sanh đem điều ác gán cho, quyết không khởi niệm giận và quyết không dùng điều ác để trả lại. Cuộc đời này á, mình làm cái gì cho người ta miễn phí 100% chưa chắc người ta nhớ ơn nữa, chứ đừng nói là mình làm mà có thù lao. Thí dụ như giờ mình bán cho người ta món hàng nào, người ta có quyền khen và quyền chê, vì mình bán cho người ta ăn mà, hay là mình bán cho người ta dùng mà, thì người thích thì người ta khen, người không thích thì người ta chê. Có một cái cô đó, cô uống một cái loại thuốc này nó rất là tốt, cổ mới cầm cái hộp thuốc đó lên, cổ nhờ Pháp Hòa order giùm, bởi vì cổ không biết tiếng Anh. Thì Pháp Hòa mới lên mạng mình order, rồi xong cái Pháp Hòa mới nói người ta không có chịu gửi, mình phải mua 10 hộp. Thì tiền cước đồ lương hết là 1.200 đô, cô chịu không? Dạ được, thầy cứ mua đi rồi con đem về rồi con chia cho người này người kia uống, chứ cô uống hết. Cái mua về cái cổ mới đem hai cái hũ thuốc cũ với mới của sò. Cổ sò cổ thấy cái bìa, cái hộp của cái cũ á nó đậm hơn cái hộp mới. Rồi cái chữ của cái hộp này nó không giống cái chữ hộp kia. Cổ không lấy. Cổ không lấy. Cái xong cái Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ để Pháp Hòa hỏi lại. Cái thì họ mới nói dạ không, cái lý do là bởi vì trước kia cái hãng thuốc này nó làm như vậy mà nó nhập qua Canada, Canada không có chịu, Canada nó phải thêm thắt cái này nữa thì Canada mới cho. Cổ cũng không chịu luôn, nói cách nào cổ cũng không lấy. Xong cái rồi cái cổ nói thầy, nhưng mà thôi bây giờ thầy giúp giùm con đi, thầy gửi hai hộp về cho cháu con ở Việt Nam, mà thầy kiếm người nào đem free để khỏi trả tiền. Vậy thôi, mình nghĩ đứa cháu nó đang bệnh mà, nếu mình làm được thì mình cũng làm phước. Cái Pháp Hòa cũng phone tới phone lui kiếm người này người kia, cái người ta nhận hai hũ thuốc rồi. Cái cô gửi xong cái biết cô nghĩ sao, cái cô lấy lại. Cổ nói thôi thầy lấy lại đi, rủi mà cái thuốc này nó không tốt á, uổng mà hơn nữa uống không có tác dụng dù uống tiền, thôi lấy lại đi, thôi thầy gửi trả người ta hết thì con không lấy đâu. Làm sao mà trả được. Cuối cùng Pháp Hòa phải ôm 10 hộp thuốc đó. Cho nên Pháp Hòa mới thưa đại chúng á, chưa chắc mà Pháp Hòa đưa bill đàng hoàng nha, Pháp Hòa không ăn một đồng nào. Cái đây là Pháp Hòa order dùm, mà Pháp Hòa phải đi mượn tiền Phật tử bên Mỹ trả trước nữa, tại tiền Mỹ mà. Mà ở đây mình mà nó không chịu cho mình gọi là gì trả bằng cách nào, mà Pháp Hòa đâu có thẻ Mỹ đâu mà trả, thì cuối cùng phải nhờ Phật tử bên Mỹ trả cái tiền đó rồi thuốc mới có. Nói chung là rất là rắc rối. Nhưng mà chỉ có mấy hũ thuốc thôi, cổ lên đây chục lần có đó. Đâu phải đi chùa mới tu. Có nhiều người ở trong chùa cũng chưa tu mà. Cho nên mình, cái chuyện đi chùa để làm gì, nói như vậy không có nghĩa là mình không đi chùa, cố gắng. Nhưng mà nếu vì hoàn cảnh, mình không đi chùa vì hoàn cảnh, chứ không phải không đi chùa vì giải đãi, vì phiền não, hai cái nó khác. Cũng giống như nói mình không thể ngồi tụng kinh là vì hoàn cảnh.
Còn cái đó thì mình có, vì hoàn cảnh này cho nên mình không được, thì mình lại làm ở cái hoàn cảnh khác. Ví dụ bây giờ nè, vì bận công việc không ít đi chùa, nhưng bù lại ở nhà có nghe pháp, có tu tập, đâu có sao. Nhưng mà có đủ điều kiện đi chùa mà tại giận cái bà đó không đi, cái này mới lỗi nè. Tôi ghét cái bà đó tôi không đi. Hay thậm chí có nhiều người nói sao, tôi đi chùa có một lần à, rồi tôi thấy mấy người đó họ hung dữ với nhau, tôi ghét, tôi không thèm đi. Như vậy là mình tự thối lui bằng những cái hình ảnh bất thiện của người. Cho nên nó có hai cái trường hợp. Mà thật sự nói lỗi là lỗi với ai, không phải lỗi với Phật. Lỗi với chính mình thôi. Có cơ hội mà chúng ta không làm, có phương tiện mà chúng ta không tu. Rồi một đời một kiếp nào chúng ta ở một hoàn cảnh nào đó, thí dụ như người địa ngục muốn tu không thể tu. Vì sao? Có ai nói một chữ Phật cho mà nghe đâu mà tu. Có ai nói được một chữ chùa cho nghe đâu mà phát tâm. Vì cõi địa ngục toàn là nói chuyện khổ. Mở mắt ra là thấy đâm, mở quay qua bên đây là thấy chém, bên kia là chuyện khổ. Cũng giống như bây giờ, xin lỗi đại chúng, dù mình ở trong một hoàn cảnh đi, cả cái xóm đó trời ơi toàn dân gọi là hung dữ không, không có ai nói một chữ Phật gì cho mình nghe, thì cái người đó họ không có cơ hội. Cho nên nếu mình ở một cái xóm mà cái xóm mình mà có chỗ nào nhà đó có tiếng chuông tiếng mõ là biết có phước đó. Pháp Hòa nghĩ Pháp Hòa đi tu được cũng một phần là nhờ ở cái xóm tu. Họ tu nhiêu mình không biết, nhưng mà sáng ra từ 4 giờ sáng tới chiều tối là tiếng chuông tiếng mõ. 4 giờ nhà này thỉnh, 5 giờ nhà kia, văng vẳng cái tiếng chuông tiếng mõ. Rồi thậm chí mình lo mình chơi giỡn ngoài sân thì thấy nghe cái bác đó bà tụng kinh. Pháp Hòa thuộc số bài kinh là tại ngồi ở trước cửa nhà chơi mà thuộc. Rồi mấy bà cụ già thắp nhang sáng nào tối nào cũng thắp bằng nhang bàn thờ ông Thiên. Bà khấn mình nghe, mỗi lần bà khấn mình chạy tới mình nghe coi bà khấn gì. Bà khấn gì cái tự nhiên nghe. Chín phương trời, mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh cho con tu niệm, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thủy, huệ khẩu. Nghe bà tụng, bà nghe cái khấn, mình cũng thuộc. Cho nên nếu mà ở cõi trời sướng quá cũng không tu, tại sao biết không? Rủ đi chơi suốt, ông có nghe một tiếng chùa, ông nghe tiếng Phật. Cho nên ở cõi cái chỗ mà cực kỳ sung sướng lạc thú của cõi trời cũng khó, ở một cái cõi mà khổ đau triền miên như địa ngục cũng khó. Trời, cõi người này nè, cõi người này nè, ví dụ như hồi nào giờ không ai rủ đi chùa, tự nhiên giờ người ta biết mình quá trời đau khổ, thôi mời chắc cái nghiệp của em đó. Tự nhiên nhờ cái chữ nghiệp đó cũng khai thị mình được một chút. Thôi mời ráng trả nợ đi em. Chứ ta không tu vậy đó, nhưng mà ta lỗm bỗm đâu một hai câu Phật Pháp vậy đó. Thôi, ở nhà làm gì, đi theo chị đi, đi lên chùa làm công quả đi, đi chùa tụng kinh đi, có được chữ chùa, có được chữ Phật. Thôi ráng niệm Phật đi đó. Cho nên ở cõi người này nè, mặc dù nó có khổ, mà trong sáu cõi, cõi người dễ tu. Vì có khổ, có vui, có được có mất, cho nên có cái sự là gì, tỉnh thức giác ngộ. Còn có những chỗ chỉ thắng không mà không thua, cho nên tối ngày cứ lo thắng. Rồi cõi này nè, vừa thấy đó, sống đó, chết đó, có cơ hội tỉnh thức. Vừa thấy được đó, mất đó. Cái ông kia, ông cầm trong giấy số, trời ơi tôi trúng số rồi, mừng quá. Sao cái thấy ông quỵ xuống đứng tìm chết, thì ông mừng quá chết. Thấy không? Rồi ông lãnh ra được một số tiền. Gia đình ổng hồi xưa là con cái anh em đề huề lắm, lãnh tiền ra thì cũng tiền. Tiền mà làm anh em bây giờ xào xáo trôi, gia đình bây giờ đổ vỡ hết trơn. Hoặc là người xưa, cái người đó hồi xưa là lo làm ăn lắm, giờ có tiền cái sanh tật. Cho nên mình đâu biết được. Giờ nên cõi đời này có những cái cảnh vậy đó, và cho chúng có cơ hội chúng ta quán chiếu, chúng ta thỉnh tượng Phật về, cứ nhờ bưng lên chùa nhờ thầy khai quang điểm nhãn tượng Phật cho con. Tượng mà mắc gì khai quang, tôi cần khai quang cho ông. Tôi cần điểm nhãn cho ông. Cho nên Phật tử mà bưng tượng lên chùa nhờ khai quang điểm nhãn và nói rồi, Pháp Hòa cũng làm, cũng dễ dễ cho anh ta tin. Nhưng mà cái Pháp Hòa muốn nói đó, đây
Biết tượng gì không? Dạ tượng Quan Âm. Thờ Quan Âm là phải nhẫn nại, phải từ bi. Thấy cây này cây gì không? Dạ cây dương liễu. Dương liễu là tượng trưng cho mềm mỏng, biết uyển chuyển, biết tùy thuận. Bình nước này cam lồ phải không? Trúng độc uống hết phải không? Bình nước này là cam lộ, là thanh lương, là mát dịu, tượng trưng cho dập tắt não phiền. Kể từ hôm nay, gia đình của anh, của chị thỉnh Đức Quan Âm về thờ, nhớ học hạnh từ bi của Ngài, học hạnh nhẫn nại của Ngài, học hạnh uyển chuyển tùy thuận của Ngài. Thờ Quan Âm xong hiểu biết về Đức Quan Âm, khai quang chưa? Khai quang rồi, điểm nhãn rồi. Cho nên tượng Phật á, mình không có đủ khả năng khai quang điểm nhãn cho Phật, Phật mới đủ khả năng khai quang điểm nhãn cho mình. Còn quý vị muốn đem lên chùa nhờ em không làm nó, em không linh. Nhưng mà cái chúng ta cần phải khai quang điểm nhãn cho người Phật tử khi thỉnh Phật về thờ, bất cứ tượng Phật nào, tượng Phật nào cũng có đề tài để mình nói hết á. Tượng Đức Thích Ca, tượng Đức Di Đà, tượng Đức Quan Âm, tượng Ngài Văn Thù, tất cả biểu tướng của các ngài, từ cái gươm các ngài cầm, từ hoa sen. Tại sao Phật ngồi hoa sen? Đơn giản thôi, nhiều thứ để nói, nhưng đơn giản là hoa sen là loài hoa không nhiễm bùn. Ở trong bùn mà vượt bùn thì là hoa sen. Người Phật tử sống trong đời sống, biết bao nhiêu những cái trược ô phiền não, nhưng ráng vượt được tất cả phiền não đó để được đi trên hoa sen, ngồi trên hoa sen. Cho nên mình chưa hiểu đạo á, thì mình chưa thấu đáo. Cho nên đạo cũng có, mà thấu đáo về đạo thì chưa. Khi mình tu tập, mình hiểu được rồi, mình thấu đáo được cái đạo lý. Vì chữ đạo bây giờ bắt đầu mình thông ra, đây là đạo lý, đạo lý để mình sống. Mà Phật giáo là cung ứng cho mình, cho con người. Cho nên nơi nào còn có người khổ, nơi đó có Phật giáo. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Quý vị có nhớ mấy câu đó không?